Chào các bác nhé. Chào các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhé. Chuyên các phụ kiện và đồ bẫy chim, đồ PCP, nói chung là phụ kiện đồ chơi. Trong clip hôm nay thì giới thiệu với các bác về cái bơm máy cao áp là hỗ trợ cho các bác chơi PCP. Đó là một chiếc bơm máy nén khí. Có nghĩa là anh em chơi PCP là chơi dòng nén khí đấy. Nén khí tới cái mức áp là 200, 250, 300 kg thì đối với cái mức máy nén khí bình thường thì không thể đáp ứng được, nó phải có một cái máy gọi là máy chuyên dụng. Giới thiệu cho các bác đó là cái máy bơm cao áp dạng máy chuyên dụng nhé. Thì đây là cái dòng bơm này là dòng bơm nhập khẩu giá rẻ hơn 3 triệu một chút nhé. Màu lô hàng thì tùy từng thời điểm, nó có thời điểm thì là màu xanh, có thời điểm màu cam, có thời điểm màu xanh đậm hơn nhé. Thì thời điểm hiện tại này là cái bơm có màu vàng cam, và trên thân bơm này, cái thân bơm này thì trơn thôi, không có in hình con hổ. Thì anh em vẫn hay gọi cái bơm này là bơm con hổ. Thực ra là có hình con hổ hay không thì không quan trọng, nó vẫn là một thôi nhé. Đối với cái bơm này thì ưu điểm của nó là bơm nén hơi khá là nhanh này, giá thì rẻ này, phụ kiện thay thế thì rất là dễ mua, có đồ nhé. Thế còn cái nhược điểm của nó thì chỉ gọi là nổ hơi to nhé. Thì đối với cái bơm này nó sẽ có cái phần hoạt động cơ để nó quay được ấy, thì liên quan đến phần cuộn dây đồng này. Nếu mà có trục trặc thì các bác sẽ liên hệ với lại bên thợ điện cơ, họ sẽ chỉ sửa được cho các bác nhé. Thế còn nếu mà các bác dùng thời gian 1-2 năm, có vấn đề về cái bộ đầu bò này, có vấn đề về bộ hơi này, cái bộ máy này, thì sẽ có cái đồ để cho các bác thay thế nhé. Thì đây là cái bơm máy. Một số clip trước cũng đã giới thiệu cụ thể cho các bác rồi. Thì cái bơm này các bác về có câu vào để hoạt động ấy, thì các bác chỉ cần bắt cái dây nước làm mát vào đây nhé. Cái dây mà nước làm mát bơm vào thì tôi khuyên các bác nên cắm vào cái ống dưới cắm vào ống dưới này, thì để nước nó bơm vào trong này, nó tràn hết các khoang này, đầy hết các khoang này lên trên này, và sẽ xả ra cái ống trên đấy, thì nó tốt hơn là mình bơm nước vào trên nó trôi tuột ra ngoài, thì cái khả năng làm mát nó sẽ kém đi. Các bác cứ bơm vào đường ống dưới này thì khả năng làm mát nó sẽ tốt hơn đấy. Các bác lắp được dây làm mát vào phía bên này thì các bác xoáy dây bơm vào, xoáy bơm gen 10 đây, ốc xả áp đây, vậy là tiến hành dùng thôi nhé. Cái bơm máy này thì cái dây bơm đi theo ấy, cái dây bơm đi theo cái máy này là dây bơm không lọc ẩm, nó liếu kỹ. Dây bơm đi theo máy là dây bơm không lọc ẩm đây. Nhưng mà các bác mà có nhu cầu muốn dùng cái dây bơm có lọc ẩm to thì các bác phải mua thêm nhé. Thế còn trên cái này, trên hệ thống máy này đã có lọc ẩm rồi. Đây này, lọc ẩm chính là cái ô vuông này này, và có cả ốc xả e gió. Các bác lâu các bác xả ra thì nó sẽ xịt nước, xịt cát, xịt bẩn, đất bẩn ra chỗ này. Đây gọi là cái ốc xả e gió nhé. Thì đây là cái máy nguyên bản, thì cái hệ thống ống hơi này nó nằm ngoằn như vậy nhé. Đây hơi đi từ cái tầng này, đi từ điểm này xuống thế này nhé, qua đường ống này và qua cái cục lọc này để lên trên đỉnh đầu cao tầng, rồi sang bên này và dẫn xuống dưới này và đưa sang cái cục chiết này để cho nó có cái ngõ mà các bác xoáy ra dây bơm ấy, xoáy ra bơm và xoáy lên đồng hồ ấy nhé. Thế đây là cái máy nguyên bản là như vậy. Còn phía trên này là nó có lông đen đồng để gọi lông đen chống nổ bình đấy, khi mà áp nó lên quá cao ấy thì nó sẽ nổ lông đen này trước khi nó nổ hệ thống được ống dây hoặc là nổ bình nhé. Đấy. Thì còn khi mà các bác mà dùng lâu ngày trục trặc hỏng thì sẽ có cái phụ kiện để thay thế cho các bác. Thì các bác nào mua cả bộ hơi, cả bộ máy thì nó sẽ đấu liền vào nhau như thế này. Đấu liền như này. Đấy, cả hơi cả máy dính liền như này nhé các bác nhé. Cả hơi này. Thì bao gồm cái phần hơi là bao gồm phần lòng xi nhan. Phần lòng xi nhan là phần đen này, phần xi nhan này. Ở trong này là sẽ có quả bít tông. Quả bê tông nhé, trên quả bê tông thì đã có sẵn cái vòng xét măng, hay anh em vẫn gọi là vòng bạc, trong Nam thì hay gọi vòng lá bạc đấy, đã có sẵn rồi. Và có cả ác bê tông, có phe cài, có cả tay biên luôn, tay biên này.
đấy, hay gọi là tay gen đấy nhé, có cả cây gen tay biên đây vào đây luôn này nhé. Thì cái này về các bác chỉ việc các bắt cái tay biên này vào trong trục biên và trục cơ của máy và siết ốc lại, và mỗi một bộ này thì sẽ có thêm được các bác đó là một cái gioăng, gioăng chân lòng, đây mình gọi nó là gioăng ameang, gioăng chân lòng như này nhé, và có một cái đầu mút lọc, đầu mút lọc gọi là cái này gọi là gần như là các tác dụng là lọc lọc gió ấy. Thì xoáy vào đây để cho không khí hút vào nó được sạch, nó không có bị xước quả bít tông nhé. Đây gọi là lọc gió này. Thì đây là cái bộ máy, bộ hơi, bộ đồ mò để thay thế. Thì bộ thay thế nó có như này thôi các bác nhé. Đấy, thì các bác mua về các bác sẽ câu, tôi sẽ hướng dẫn cho các bác câu, các bác câu như thế này. Hai đường này là hai đường làm mát rồi, hai đường nước làm mát rồi. Dây bơm vào các bác nên để ống dưới. Thế còn phía trên đỉnh nhá, phía trên đỉnh các bác sẽ lắp đồng hồ. Đấy, phía trên đỉnh các bác sẽ lắp đồng hồ này. Đồng hồ này để báo áp cho các bác nhá. Phía trên đỉnh lắp đồng hồ báo áp. Phía bên đối diện với cái ống dây dẫn hơi này. Ống này này. Đối diện ống này nhá thì các bác sẽ lắp dây bơm. Đấy, các bác lắp dây bơm vào đây. Nhá. Thế còn phía sau này ấy, thì đây là chính là cái con ốc xả. Con ốc xả thì đối với cái đầu bò thay thế thì nó sẽ tích hoạt ở trên cái đầu bò hết như này. Tích hoạt trên đầu bò hết này. Thì khi các bác dùng đến đầu bò như thế này rồi thì tôi khuyên các bác là nên mua cái dây bơm mà có lọc ẩm to để dùng. Thì cho nó có chức năng hút ẩm tốt, lọc ẩm tốt để cho cái hơi nó nén vào bình là không có nước nhé. Đấy, thì đây là cái bộ hơi, bộ đồ bò mà để thay thế. Khi các bác mua về mà lắp thay thế vào đây thì các bác ráp như mày vào, lắp vào trục biên. Thế còn cái hệ thống ống dẫn hơi này, hệ thống dẫn hơi này, hệ thống cục hơi này thì các bác bỏ đi hết, không dùng tới nữa, không dùng tới nữa nhé, không dùng tới nữa. Thế còn các bác nào mà muốn câu theo nguyên bản ấy thì các bác tháo ra, các bác câu thôi, tháo cái này ra, tháo hết cái này ra và các bác câu theo như này thì nó cũng hơi phức tạp, nó nhiều cái chỗ nối, nhiều chỗ tiếp xúc thì hơi nó không kín. Thế còn cái bộ đầu bò thay thế này thì nó đã để sẵn như này rồi, nó chỉ có một đường hơi ngoành từ dưới lên đến trên nhả ra dây bơm đấy, thế thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Thế còn các bác mà muốn câu theo đúng như này thì các bác sẽ tháo cái này ra và cũng sẽ câu được thôi, nhưng mà tôi khuyên các bác là cứ lắp như này là dùng, lắp này là dùng luôn nhé. Đấy, thì cái những cái hệ thống cũ này các bác không dùng tới nữa thì các bác tháo ra đấy nha các bác nhé. Khi lắp vào thay thế thì đồng hồ nằm ở trên đỉnh này, đồng hồ nằm trên đỉnh này, dây bơm nằm bên cạnh này, phía sau là ốc xả hơi nhé các bác nhé. Thì đây là cái đầu bò thay thế cho cái bơm máy cao áp hàng nhập khẩu, hàng giá rẻ nhé. Đấy các bác, đấy là mua cả cái bộ hơi và bộ đầu bò. Thế còn bác nào mà hỏng đầu bò không thì sẽ mua đầu bò riêng, mua đầu bò riêng như thế này. Đầu bò riêng thì sẽ bao gồm là phần đầu bò trên này, phần đầu bò trên nhé, gioăng này, ameang này và một cái ti, quan trọng nhất là cái ti nén cao tầng này này. Đấy, quan trọng nhất là cái ti nén cao tầng này. Phía trên cái ti thì nó sẽ có phốt, có cái phốt, phốt này nhé, phốt này có thể thay thế được, rất là đơn giản. Ở trong cái gói phụ kiện đầu tiên đi theo bơm thì sẽ có hai cái cho các bác dự phòng. Thế còn trường hợp các bác dùng hết rồi, các bác muốn mua nữa thì các bác lại mua tiếp một cái gói nữa, cái gói phụ kiện đi theo bơm nữa, nó có 200.000 thôi, thì nó có đủ các đồ và nó có thêm 2 phốt nữa để cho các bác xài tiếp nhé. Thế còn khi các bác mua đầu bò này về thì các bác sẽ tháo ốc người ta và sẽ mắt vào trên đỉnh của bê tông, cái tì này, tì này sẽ mắt lên đỉnh của bê tông nhé, xoáy ốc vào. Đấy, thì đây là cái phần đầu bò, phần đầu bò này thì mấy trăm nghìn thôi. Thế còn cả hơi và cả đầu bò dính vào với nhau ấy thì sẽ là hơn 1 triệu nhé. Thế còn các bác nào mà chẳng hạn bị va đập, bị hỏng, bị vỡ mất trái bê tông, bị xước xi lanh hay là bị hỏng tay biên thì các bác có thể mua phần hơi dưới này, phần hơi dưới này, phần hơi dưới này thì các bác không lấy tay biên thì sẽ được trừ tiền, nó mấy trăm thôi. Thì nó có xe, nó có là nòng xi lanh này, quả bê tông này, vòng xi măng này, ắc, he cài đấy nhá. Thì đây phần hơi dưới
thì nó vài trăm nghìn. Hai bộ phận này thì nó hơn 1 triệu, còn mua lẻ ra thì nó mấy trăm đấy. Các bác muốn biết chi tiết gì hơn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop. Ngoài ra tôi sẽ có gọi có ghi số điện thoại dưới màn hình, các bác cứ liên hệ nhé. Đây, cái bơm này là ưu điểm một cái là phụ kiện thay thế rất là dễ, dễ có, dễ sắm, dễ thay. Thế còn cái lỗ phía bên này là vẫn là cái lỗ để cho các bác cắm cái dây cảm biến nhiệt độ đây này. Đây này các bác này, đây, cắm cái dây cảm biến nhiệt độ đây này là nó báo nhiệt độ lên đồng hồ nhá. Thế đây là cái bơm máy và cái phụ kiện đầu bò và bộ hơi để thay thế, đồng thời chia sẻ với các bác cái cách lắp đặt cái bộ đầu bò và bộ hơi mới các bác mua về để thay thế. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Mọi thông tin thì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Cái bơm này thì bơm nhập khẩu giá rẻ, giá là hơn 3 triệu. Ship về tận nhà cho các bác nhé. Ship về nhà cho các bác, cho các bác bóc ra xem và kiểm tra, test thử. Xong bắt đầu thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Phụ kiện thay thế cũng vậy, cục hơi này cũng vậy nhé, gửi về tận nhà cho các bác xem hàng trước khi thanh toán. Ship hàng đi toàn quốc khắp mọi miền đất nước, đâu đâu cũng mua, anh em ở đâu cũng mua được nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.